Dạ, anh xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đón xem phần tiếp theo của clip trước nha cô chú anh chị. Thì hồi clip trước đó là em giăng lưới chứ em đặt mấy cái lợp cua đó cô chú anh chị. Thì bây giờ em sẽ đi thăm lợp cua thử có kết quả như thế nào. Rồi em cuốn luôn tay lưới luôn nha cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị theo chân em đi thăm cua nha. Xuồng rồi đó. Bước xuống mà chắc cái là té liền. Đây một cái nãy mình đặt dưới. Còn nguyên cái này không có đâu chứ, đem giờ anh chảnh đem lên chảnh đặt dọn lên chảnh giờ. Sáng giờ chắc cua nó kẹt nữa, dính cá là cua nó kẹt luôn. Con này nhỏ luôn chứ anh chị ạ. Xuống nó vô. Con này nhỏ. Một xíu. Nhưng con nào bán được mình bán, con nào bán được mình cua nó cũng rẻ nữa cô chú anh chị. Gần tết cua nó mới giá nó mới cao. Rồi, cá nhập khẩu cùng mọi người có luôn. Dính coi. Độc công. Không có. Tay lưới dính cá rồi. Đợt mới khai trương mà kỳ quá.
cuối cùng cũng được con nữa của chú kìa. Con này được, con này cũng không đủ đâu. Tính đồ phọc luôn. Nguyên con cho nó ăn cho nó lâu. Ít ngồi của nó ăn rồi nó cắn, nó xé cái lợp nó ra. Cũng hên cái cuối được con, cái đầu được con, cái cuối được con. Cuốn lưới như chú anh chị ạ. Cuốn lưới để cua nó kẹt banh. Mét lưới cũng ba mấy ngàn, răng nhà cua nó kẹt đấy bạn, nó kẹt bằng cái bụng. Thank you.
Đừng có kẹp nha, ngoan nha. Kẹp. Kẹp gì được mà kẹp. Đặt 8 cái lọp mà được có 2 con. Cua không được bự. Con này bự, con kia nhỏ xíu. Con kia nhỏ hơn con này. Có đỡ hơn không đi chứ gì. Dạ kiến cắn. Cái nó dễ nhẹ cái mà ra máu. Trên bờ rồi còn dãy mạnh nữa. Quá của em được như đây nha cô chú anh chị. Hai con cua riêng nào cá. Đấy. Cái nào không có luôn. Được như cá đó, cũng có cá đi à. Hai con cua này chắc được vài chục ngàn, hai ba chục. Em xin kết thúc clip đây nha cô chú anh chị. Xin chào tạm biệt cô chú anh chị nha. Nếu cô chú anh chị có yêu thích video của em thì hãy cho em xin một like và đăng ký để ủng hộ em nha cô chú anh chị.